Chỉ cách đây một tháng thôi nếu bạn nói này Marzunio sẽ tới Ả Rập Xê Út chơi bóng thì chắc chẳng ai sẽ nghe bạn. Thậm chí họ còn cười nhạo bạn. Nhưng thời thế giờ đây đã thay đổi. Lời tiên tri ấy của bạn nó đã đúng. Al một trong tứ đại anh hào của Saudi Pro League đã làm chấn động thế giới túc cầu khi trang chủ của đội bóng xuất bản những hình ảnh, những thước phim đầu tiên của Neymar trong màu áo mới vài ngày trước ta vẫn còn bắt gặp những hình ảnh neymar vui đùa cùng tân binh li kang in trong màu áo prasinjaman và thật ra là dù bạn có giàu trí tưởng tượng đến đâu thì cũng quá khó để có thể nghĩ được đến viễn cảnh lúc này nhưng cuộc đời là vậy có những sự việc xảy ra một cách chẳng ai ngờ khiến chúng ta ngỡ ngàng bật ngửa trong khi kylian Mbappe tìm mọi cách để có thể đến real nhưng gần như sẽ chắc chắn ở lại còn người được hy vọng sẽ ở lại thì đột nhiên lại nói lời chia tay nhiều người tỏ ra tiếc nuối về quyết định quá sớm này của Neymar ở tuổi 32. Tiền đạo người Brazil vẫn thừa khả năng để chơi ở các hạng đấu cao nhất châu Âu và nói thật là khán giả vẫn muốn được chứng kiến những bước nhảy đầy cảm hứng của anh chàng vũ công Samba này. Nhưng dù sớm hay muộn thì cũng không có ý nghĩa gì nữa cả. Chỉ Neymar mới hiểu được anh cần gì nhất lúc này và chỉ thời gian mới biết liệu quyết định ấy có chính xác hay không. Bỏ ra 78 triệu bảng Anhila trải thảm đỏ để đưa Neymar về Saudi Pro League nhưng đâu chỉ có thế, cái lợi trước mắt mà đội bóng Ả Rập đưa ra cho Neymar còn quyến rũ hơn nhiều. Ngoài mức phí chuyển nhượng như đã nói ở trên, Neymar sẽ được câu lạc bộ cấp cho một chuyên cơ riêng, đồng thời là một căn biệt thự sang trọng nhằm phục vụ những sở thích chơi bời của anh chàng. Ngoài ra, Anhila còn cho phép cầu thủ người Brazil sống chung với bạn gái Bruna Biancardi, điều đáng nói là cả hai chưa hề kết hôn. Đây là đặc quyền chưa từng có nếu chiếu theo các điều luật của đất nước, nó đồng nghĩa với việc bằng cách nào đó đội bóng sẽ tìm cách lách luật hoặc kiểu vậy để làm hài lòng Neymar. Theo dòng chảy du nhập của Saudi Pro League, tính cho đến trước thời điểm công bố Neymar, Al Hilal đã chào đón 4 thân binh chất lượng từ châu Âu bao gồm Ruben Neves, Sergei Milinkovic-Savic, Kalidou Koulibaly và cuối cùng là ManCom. Nhưng dường như tất cả hào quang của đội bóng đều dành lại cho sự xuất hiện của Neymar. Liên tục là những hình ảnh, những video quảng bá được phát tán rộng rãi trên mạng xã hội cũng theo những hình ảnh mà chính trang chủ của đội bóng đăng tải, Neymar đến và ngay lập tức anh nhận được chiếc áo số 10 yêu thích. Đồng thời Anhila cũng đưa Neymar lọt vào top 3 những cầu thủ hưởng lương cao nhất sau đi Pro League. Hai người xếp trên anh là Cristiano Ronaldo của Anas và Karim Benzema của Al Ittihad. Con số mà Anhila bỏ ra cho Neymar được ước tính vào khoảng 2,5 triệu bảng mỗi tuần, tương đương hơn 10 triệu bảng mỗi tháng và cỡ khoảng 120 triệu bảng một năm đó là còn chưa tính đến các khoản thưởng phụ khác mà nó đã gần hơn 4 lần so với những gì anh nhận được ở Paris. Mà nếu các điều khoản thưởng được kích hoạt thì theo một số trang tin uy tín Neymar sẽ bỏ túi thêm khoảng 80.000 euro cho mỗi trận thắng của đội. Vẫn chưa hết, khi cầu thủ của Paris Saint-Germain còn nhận được tới 500.000 euro cho mỗi bài đăng trên mạng xã hội của mình với mục đích quảng bá hình ảnh cho giải đấu số 1 của đất nước Trung Đông. Hiểu đơn giản là Neymar rung đùi ấn nút vẫn nhẹ nhàng nhận hơn 10 tỷ nếu quy đổi ra đồng Việt Nam đương nhiên với vị thế của mình, Neymar sẽ giúp ích được rất nhiều cho công tác xây dựng thương hiệu của Anhila và SPL. Tuy nhiên con số 500.000 euro cho mỗi bài đăng thì thực sự là vẫn quá khủng khiếp. Nhưng như thế có vẻ vẫn là chưa đủ với Neymar, bởi theo tờ IS trên số số 1 của Brazil đã đưa ra hàng loạt những yêu cầu đáng kinh ngạc khác. Theo đó, cựu cầu thủ của Barcelona yêu cầu chủ sở hữu của Anhila phải sắm sẵn cho mình 3 chiếc ô tô sang trọng, bao gồm một chiếc Bentley Continental GP, một chiếc Aston Martin DBX và chiếc còn lại là Lamborghini Huracan với tổng giá trị rơi vào khoảng hơn 500.000 bảng Anh. Ngoài ra, câu lạc bộ cũng phải chuẩn bị 4 chiếc Mercedes, 3 trong số ấy để phục vụ đoàn tùy tùng của anh, chứ còn lại phải đi kèm một tài xế riêng. Yêu cầu thêm là người tài xế phải luôn ở trạng thái sẵn sàng để phục vụ anh, bạn bè và gia đình, bất kể ngày đêm. Tiếp đến thỏa thuận của đôi bên sẽ bao gồm cả việc Neymar sẽ được tự do sử dụng chuyên cơ riêng bất cứ khi nào anh hoặc gia đình của mình cần đi du lịch. Neymar cũng muốn có một hồ bơi trong nhà rộng tối thiểu 400m2 với bể ngang ít nhất 10m và chiều dài khoảng 40m. Thêm nữa, ngôi nhà biệt thự của anh sẽ cần có tối thiểu 25 phòng ngủ để phục vụ bạn bè, gia đình và thậm chí là cả những người du việc. Bên trong căn biệt thự xa xỉ ấy, Thuê yêu cầu chiếc tủ lạnh của mình phải luôn được lấp đầy bằng loại nước trái cây Akai thương hiệu yêu thích của anh, đồng thời là có cả đồ uống Warren cho bạn bè và gia đình. Siêu sao người Brazil cũng cần 3 phòng sông hơi khô trong nhà và thêm ít nhất 3 người làm giúp việc toàn thời gian, bao gồm một đầu bếp khác để trợ giúp một đầu bếp riêng được anh đem theo từ Brazil. Hai người còn lại làm công việc dọn dẹp và vệ sinh. Chưa hết một nguồn tin cũng cho hay Neymar đã yêu cầu mọi chi phí lưu trú tại khách sạn nhà hàng và những thành phố mà anh có thể đến và những ngày nghỉ đều phải do chủ sở hữu của Anhila chi trả. Nghĩa là Neymar muốn đi chơi mà không mất đồng nào. Thử hỏi là Neymar có đến đây vì tiền không? Câu trả lời chắc chắn là không. Theo Neymar là như vậy, nhưng xem như sự phủ nhận ấy lại hoàn toàn trái ngược với những đòi hỏi có phần thái quá như đã đề cập ở phía trên. Bỏ qua những câu chuyện về tiền bạc, Neymar thẳng thắn tuyên bố muốn viết nên trang sử mới cho cá nhân Anhila hay rộng hơn là cả nền bóng đá Ả Rập. Tôi đã giành được rất nhiều thứ ở châu Âu và tôi tận hưởng những khoảng thời gian đặc biệt ấy. Chúng tôi luôn muốn trở thành một cầu thủ toàn cầu và thử thách bản thân với những thách thức và cơ hội mới ở những vùng đất mới. Tôi muốn tự mình viết nên lịch sử Saudi Pro League có những cầu thủ chất lượng và năng lực to lớn vào lúc này. Tôi đã nghe rất nhiều và các bạn biết không, tôi đang theo dõi một danh sách dài các cầu thủ Brazil đã chơi ở Ả Rập Xê Út trong những năm qua. Vì vậy tôi tin rằng đây là nơi tôi mong muốn. Anhila là một câu lạc bộ khổng lồ với những người hâm mộ tuyệt vời và theo tôi đây là câu lạc bộ tốt nhất ở châu Á. Điều này mang lại cho tôi cảm giác rằng đây là quyết định đúng đắn của tôi và đúng thời điểm và với một câu lạc bộ phù hợp. Tôi thích chiến thắng và ghi bàn và tôi dự định sẽ tiếp tục làm điều đó ở Ả Rập Xê Út và với Anhila. Chưa biết Neymar sẽ chơi ra sao và liệu anh có xứng đáng với những yêu cầu mà chính anh đề ra hay không. Nhưng cần phải nhớ rằng những ông chủ của Anhila không phải là những gã khở. Họ không mang anh về chỉ để làm thương hiệu cho đội bóng. Thực tế rằng những đặc quyền kiểu như trên ứng với cái tên Neymar đã không còn quá mới lạ. Hồi mới đến Paris, hàng loạt thông tin cho rằng đội bóng thủ đô nước Pháp cũng đã trao cho bản hợp đồng kỷ lục thế giới của họ những đặc quyền tương tự. Tuy nhiên thì các đặc quyền khi ấy ở sân công viên các hoàng tử có phần thiên về chuyên môn nhiều hơn, có thể kể ra như sau. Đầu tiên trong tập luyện, ban lãnh đạo đội bóng chỉ thị cho các đồng đội của Neymar không được va chạm mạnh với anh. Siêu sao người Brazil sẽ được đảm bảo an toàn tuyệt đối để tránh những chấn thương. Tiếp theo, trong các trận đấu chính thức của đội, Neymar không cần lui về hỗ trợ phòng ngự mà anh chỉ cần chuyên tâm vào nhiệm vụ chính của mình là tấn công. Thứ ba, Neymar sẽ luôn nằm trong diện được chăm sóc đặc biệt. Kể cả là anh có đang gặp phải chấn thương hay là không thì sẽ luôn có hai bác sĩ trị liệu riêng đồng hành. Thứ tư, Neymar sẽ được miễn trách nhiệm với dùng các sản phẩm của câu lạc bộ. Anh có quyền dùng các sản phẩm yêu thích y thương hiệu cá nhân. Cuối cùng, mỗi khi có mặt trên sân, Neymar mặc nhiên luôn là ưu tiên số 1 cho công việc thực hiện đá phạt đền đương nhiên là những điều luật này nếu thực sự có tồn tại thì nó cũng đã có ít nhiều sự thay đổi sau khi Kylian Mbappe xuất hiện hay sau đó là với Lionel Messi nhưng nói đi thì cũng phải nói lại không phải tự dưng mà Pochettino mạnh hay Anhilà trao những quyền hạn to lớn đó vào tay của Neymar họ cũng đều hiểu được rằng Neymar có thể đem đến những điều gì cho đội bóng của mình không chỉ là với những đóng góp trên sân mà còn đó là những ảnh hưởng tới với truyền thông tới với mạng xã hội của đội bóng sẽ có rất nhiều điều thay đổi cùng Neymar ít nhất là trong khoảng 2 năm tới, một môi trường mới nhẹ nhàng hơn có thể khiến anh thăng hoa hơn, trong khi một nguồn tiền bộn bề cứ thế đổ vào túi anh hàng tuần, hàng giờ rồi trả mấy chốc, ta lại gọi anh ấy với một danh xưng khác, tỷ phú Neymar thì sao nhỉ?